thì có chữ Hán gì đây nhỉ? Đó là chữ cáo. Cáo này trong cáo gì nhỉ? Trong cáo, báo cáo này, trong thông báo, đúng nào? Ví dụ chúng ta có từ gì nhỉ? Hokoku. Và như vậy thì khi mà nó ghép với những chữ Hán khác nó sẽ đọc là koku chưa nhỉ? Koku. Và cái từ hokoku suru này thì chúng ta sẽ gặp ở trong phần verb nhá, trong phần ví dụ. Thế thì hokoku suru này nó có nghĩa là gì nhỉ? Tsugeru. Tsugeru nghĩa là báo cáo, là thông báo cho ai đó, báo tin cho ai đó, được chưa nhỉ? Đó, ý nghĩa của nó như vậy nhá. Trong từ tsugemasu đấy và koku. Rồi, nhớ chữ Hán này như thế nào bây giờ nhỉ? Thực ra không hề khó đâu mà nó rất là thú vị, các bạn cùng nhau nhìn nhá. Ở dưới chúng ta có là bộ khẩu. Đó là báo cáo thì phải là nói, đúng nào? Bộ khẩu rồi. Thế còn trên này chúng ta có thế này. Bình thường nếu mà dài ra sẽ thấy là con gì nhỉ? Con bò, đúng nào? Con bò. Tuy nhiên nếu như mình bỏ cái phần này đi, chúng ta được cái từ cáo trong từ báo cáo này, đúng không? Rồi, thế thì chúng ta sẽ thấy như vậy là con bò của mình là mất cái gì đây mọi người? Mất cái chân, đúng nào? Thế là mình sẽ khi mà con bò bị mất chân mình sẽ báo tin cho mọi người là à, nhà tôi có con bò bị mất chân đấy, hay là gì đây, hay là đi ra kiểm tra thì con bò là bị mất chân, vậy phải đi thông báo cho mọi người như vậy nhá. Báo cáo, thông báo tức là thông báo cho mọi người con bò bị mất chân, đấy chưa? Rồi, đó là chữ Hán cáo của chúng ta. Hãy và xin mời các bạn bước sang phần đề bự. Hãy, đây là 1番 です. 彼には私たちに真実をでは告げる勇気がない。告げる勇気がない。では2番に行きましょう。学生時代の友達に結婚を、はい、これは報告ですね。報告。報告しました。報告しました。では、3番いきます。好きな女の子に甘い、甘いですね。甘い言葉で何をしたんでしょうか。告白ですね。告白。告白。告白したですね。Tôi số 1, Karen nhỉ? Watashi tachi ni shinjitsu o tsugeru yuki ga nai. Cái từ này từ yuki là dũng khí, đúng nào? Còn shinjitsu là gì đấy? Là cái sự thật, tsugeru là thông báo. À, câu này chúng ta sẽ dịch là anh ấy, đúng nào? Ở anh ấy thì không có cái dũng khí là sẽ thông báo cái sự thật này cho chúng tôi. Anh ấy không có dũng khí thông báo sự thật này cho chúng tôi. Các bạn dịch từ dưới lên, đúng nào? Anh ấy này, Karen nhỉ? Ở anh ấy thì không có cái này, đúng nào? Thì chúng ta dịch ngắn gọn là anh ấy không có cái dũng khí để thông báo sự thật cho chúng tôi nhá. Câu số 2, gakusei-jidai no tomodachi ni kekkon no hokoku shimashita. Nghĩa là gì đấy? Tôi đã thông báo cái gì nhỉ? Cái việc là việc về kết hôn, đúng nhỉ? Việc lấy vợ hay lấy chồng gì đó cho những đứa bạn hồi thời còn đi học. Câu số 3, suki na onna no ko ni amai kotoba de kokuhaku shita. Nghĩa gì đây nhỉ? Tôi đã tỏ tình, cái từ kokuhaku suru này nghĩa là tỏ tình nhá. Tỏ tình bằng những cái từ ngữ rất là ngọt ngào, đúng không? Ngọt ngào với cái cô gái mà tôi đã thích, đúng không? Tôi rất là thích. Tiếp theo chữ Hán của chúng ta là chữ Hán có âm Hán Việt là hoa. Hoa này là hoa gì nhỉ? Hoa này chúng ta sẽ gặp trong từ hewa là hoa bình. Và những cái từ của nó khi mà được một mình cũng là mang ý nghĩa rất là kiểu như là gì nhỉ? Hơi bị hoa hoa luôn đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ý nghĩa của nó là gì trước khi chúng ta nhìn vào phần cách nhớ nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên bảng này. Chúng ta có từ gì nhỉ? Đầu tiên là yawaragu. Yawaragu, yawaragimasu. Đây là một động từ. Và theo cặp của nó là gì nhỉ? Yawaragu. Rồi, thì trước tiên nhá, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ nhá. Đây sẽ là gì đấy? Mình sẽ dùng bút đỏ để các bạn cùng nhau nhìn rõ hơn nhá. Đây sẽ là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có cách nói là tha là từ, đấy nhỉ? Thì đứng trước nó bao giờ sẽ là danh từ nhá. Yawaragu, được chưa nhỉ? Còn cái hai sẽ là gì nhỉ? Danh từ. Ô, yawaragu. Nó sẽ cùng một trường nghĩa, tuy nhiên khác nhau trước tiên là về cách sử dụng đã như vậy nhá. Như vậy đấy nhá. Đầu tiên là từ động từ và thứ hai là tha từ. Danh từ là yawaragu và danh từ ô, yawaragu. Thế thì ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau thử nghe nhá. Ví dụ nhỉ? Itami, mọi biết từ itami không? Itami là gì đấy? Itami của chúng ta là gì nhỉ? Là cái cơn đau, đúng không? Itami, chúng ta sẽ có từ là itami ga yawaragu. Nghĩa là gì nhỉ? Nó cái sự đau, cái cơn đau nó dịu đi. Được chưa? Hay là kincho, biết từ kincho nào? Kincho là căng thẳng, đúng không nhỉ? Mà căng thẳng nó leo thang và ngược lại với nó sẽ là gì nhỉ? Kincho ga yawaragu là gì nhỉ? Căng thẳng nó dịu xuống. Thì ý nghĩa của từ này yawaragu, chúng ta thông qua những cái ví dụ thì chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Là dịu đi, là giảm xuống nhá. Dịu đi, giảm xuống. Tiếp theo, đấy thì ý nghĩa của nó vẫn là như vậy với cái từ o yawaragu nhá, là làm nới lỏng, làm dịu đi, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ nagomimasu. Nagomu. Rồi, nagomimasu thì chúng ta sẽ có ý nghĩa rất là hay mọi người. Ví dụ như là kokoro ga nagomu ですね. Kokoro ga nagomu. Ví dụ, kono kyoku o kiku tabi ni ですね. Kono kyoku, kyoku là gì nhỉ? Là cái bài hát, đúng không nào? Kono kyoku o kiku tabi ni. Mỗi lần tabi ni, mỗi lần nhá. Cứ mỗi lần nghe cái bản nhạc này thì kokoro ですね. Kokoro ga nagomimasu ね. Kokoro ga nagomimasu nghĩa gì nhỉ? Cứ mỗi lần nghe cái bản nhạc này thì trái tim tôi lại gì nhỉ? Lại bình yên, lại thanh thản lại nhỉ? Ý là nói về cái trái tim của mình như vậy nhá. Còn cái từ nagoya ga, đây là tính từ đôi nam mọi người ạ. Các bạn nhớ cho mình nhá. Đây là tính từ đôi na, nghĩa là gì nhỉ? Là thoải mái, êm dịu, là gọi là hòa nhã ấy, nhá, hòa nhã, được chưa? Rồi và chữ Hán này chúng ta sẽ gặp nó quen thuộc trong từ gì nhỉ? Từ hewa, từ hòa bình. Suy ra các bạn sẽ nhớ cho mình, đầu tiên âm của nó khi mà đọc một khi mà đọc với những chữ Hán khác sẽ là wa, và ngoài ra còn là o nữa, mặc dù ít gặp từ o này, đúng không nào? Được chưa nhỉ? Thế thì nhớ chữ Hán này như thế nào nhỉ? Chúng ta nhìn thấy đầu tiên tại sao lại bộ khẩu ở đây nhỉ mọi người nhỉ? Bộ khẩu là gì? Bộ khẩu là cái mồm, đúng nào? Đằng trước của nó là gì nhỉ? Là chữ gì đấy? Cái này mọi người biết từ này không? Đây là cây lúa, cây gạo, đúng nha, cây lúa, cây gạo. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhá, chúng ta thử tưởng tượng câu chuyện như sau này. Ví dụ đây bên này là con người, mồm của con người, đúng không nào? Chúng ta có mồm, đúng nhỉ?
Nếu mà dân chúng đúng không? Nếu mà dân chúng trong một quốc gia mà không có gạo để cho vào mồm ăn thì có thể hòa bình được không? Không đúng nào, khi đó chúng ta sẽ chết đói. Không chiến tranh ngoại chiến thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Chiến tranh về những cái cuộc sống hàng ngày, những cái đói của hàng ngày. Nên là cuộc sống như vậy không thể gọi là hòa bình được đúng nào? Chị ta, khi mà chỉ khi mà có lúa gạo để cho vào mồm thì cuộc sống mới trở nên hòa bình được. Được chưa? Đấy, em nhớ chị Hà của chúng mình như vậy đấy. Dễ nhớ phải không nào? Khi mà cho lúa gạo vào mồm, đây nhá. Khi mà cho lúa gạo vào mồm thì cuộc sống mới trở nên hòa bình được. Được chưa? Rồi, một từ rất là dài đúng không nào? Hay xin mời các bạn nhìn sang phần ví dụ của thầy Shimakawa nhá. はい、では次の漢字です。1番ですね、家族のことを考える時だけ心がこれははい、和むですね。和む、はい、和むですね、家族のことを考える時だけ心が和むですね。はい、では2番です。2番はこれは何でしょうか。はい、和食ですね。和食を食べてみたい。和食、和食ですね。まあ、日本料理のことです、和食を食べてみたいですね。はい、では3番です、3番は、はい、これは何でしたか。そうですね、和やか、和やかに話しましょう。はい、では4番ですね。4番こちらです。これは何と読みますか。はい、そうですね、和らぐですね。和らぐ、今週は少し寒さが和らぐみたいだね。今週は少し寒さが和らぐみたいだね。和らぐ、はい、では5番はどうですか。うん、5番も和らげるですね。和らげる、緊張、緊張ですね。これ緊張、緊張、緊張やストレスを和らげるですね。緊張やストレスを和らげる、和らげる。câu số 1、chúng ta có các cụm câu này đúng không? Chúng ta dịch cái đấy nhá. Mỗi khi chỉ cần gì đấy, chỉ cần nghĩ đến gia đình thôi, kazoku no koto, chỉ cần nghĩ đến gia đình thôi là trái tim nó dịu lại nhá. Kokoro ga nagomu. Câu số 2, washoku tabete mitai. Các bạn đều biết từ washoku là gì rồi đúng không nào? Washoku là Nihon no ryori, là đồ ăn Nhật. Tôi muốn ăn thử đồ ăn của Nhật. Câu số 3 thì mình sẽ dịch đơn giản thôi nhá. Chúng ta hãy cùng nói chuyện một cách vui vẻ, thư thái, thoải mái hay ôn hòa nhá, nói chuyện một cách ôn hòa. Câu số 4 này, cái từ mitai này mọi người, mitai là dường như đúng nhỉ, dường như tuần này thì gì đấy, cái lạnh nó đã dịu lại một chút rồi nhỉ. Và câu số 5 này, kincho là gì đấy, sự căng thẳng và stress là cái stress đúng không nào? Thì đây là mình làm dịu lại cái gì nhỉ, sự căng thẳng cũng như là cái cơn stress nhá, đều căng thẳng hết đúng không nào? Mọi người nhìn thấy trên bảng chúng ta có từ gì đây nhỉ? Đó, từ quân. Mình nghe nhiều từ kimi rồi đúng không nhỉ? Kimi là gì đấy? Kimi. Kimi wa obaka desu ne. Kimi wa obaka desu ne. Mày là thằng ngốc đúng không? Kimi là nhân danh từ chỉ nhân xưng, đại nhân xưng đúng không? Nó gọi về chỉ gọi gọi người khác giống như kiểu từ anata desu ne. Anata. Thế thì chúng ta còn gặp từ này trong từ kiện, ví dụ nghe từ Conan ken desu ne, Mia ken, vân vân. Đó. Đây là gọi những thằng bé gì nhỉ? Thằng bé ít tuổi đúng không? Con trai ít tuổi. Rồi, hiểu nghĩa rồi đúng không nào? Ám chỉ là gì nhỉ? Là những cái người quân. Ok, mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá, chữ hán này nhớ như nào bây giờ nhỉ? Thế thì trong những cái sách mà nói về chữ hán Nhật và chữ hán của Nhật thì người ta chỉ như sau. Trên này là gì nhỉ? Trên này là giống như là cái xiên á. Ví dụ mọi người nhìn nhớ ngày xưa những cái tướng quân của bên Trung Quốc, những chữ Hán xuất phát từ Trung Quốc đúng không nào? Hay là bên Nhật á, thì những cái tướng quân bao giờ có một cái như kiểu là cái ba càng á, một cái gọi là mình không biết gọi là cái gì đâu, nhưng mà một cái gậy, gậy kiểu gậy chỉ huy, xong ở bên trên nó có ba cái càng mà để chỉ đấy. Mọi người xem ai nhá, xem bức ảnh chúng ta có ở đấy. Rồi, này thì đây là một vị tướng đúng không nào? Một vị tướng cầm cái gì nhỉ? Cầm cái gậy đấy để gì nhỉ? Để bên dưới là chữ gì đấy? Chữ khẩu đúng không nào? Để nói, để chỉ đạo quân lính nhá, để chỉ đạo quân lính. Kimitachi, đấy, Kimitachi, hiểu chưa? Rồi, chúng ta nhìn lại bức ảnh nhá, có một vị tướng đúng không nào? Cầm cái gậy ba càng đúng không nào? Xong rồi ngồi chỉ đạo, đứng chỉ đạo quân lính của mình nhá. Đó là chữ hán của mình, được chưa? Rồi, câu chuyện là thú vị như vậy đấy. Hay. Nhà 1 番 ですね. Hãy, これ は. Hãy, Kimi ですね, Kimi. Kimi のことを愛しているですね. Kimi のことを愛しているですね. Hãy, 言われたりですね。言いたいですか。はい、じゃあ2番です。田中くんはめっちゃイケメンだね。ですね。田中くん。田中くんはめっちゃイケメンだね。ですね。田中くんに会いたいですね。じゃあ次行きましょう。Câu số 1, 君のことを愛してる là gì đấy? Câu này câu tỏ tình đúng không ạ? Anh rất là yêu những thứ thuộc về em, hay gọi nó ngắn gọn là anh yêu em đấy nhá. Câu số 2, Tanaka kun, めっちゃイケメンだね. Ôi dồi ôi, thằng Tanaka đúng không? Cái chữ kun này là gọi những đứa trẻ nhá. Ví dụ các bạn nghe nhiều Conan kun rồi đúng không nào? Cái cậu Tanaka thì thật là dồi ôi, đẹp trai nhỉ. Tiếp theo đây là một chữ Hán rất là hay mà mình muốn dạy cho các bạn, đó là chữ Hán hỉ. Hỉ này là hỉ gì nhỉ? Hỉ này là từ trong từ gì đây? Yorokobimasu nè, yorokobimasu. Yorokobimasu là gì nhỉ? Yorokobimasu là động từ nghĩa là vui sướng. Yorokondeimasu ne, yorokondeimasu rất là vui sướng chẳng hạn đúng không nào? Thế thì cái từ này có khi mà nó đứng đọc với những chữ Hán khác đọc là ki mọi người nhá, ki. Chữ hỉ này mình gặp nhiều ở đâu rồi nhỉ? Các
các bạn nào mà đi ăn cưới, chúng ta đi ăn cưới nhiều bên Việt Nam rồi đúng không, thì mình sẽ thấy ở trên cái phần trang trí bao giờ nó sẽ có chữ hỉ đúng không, chữ hỉ nhưng mà ở đấy là song hỉ đúng không, song hỉ gấp đôi cái chữ này lên chúng ta sẽ có từ song hỉ, được chưa? Thì bây giờ làm thế nào để nhớ chữ Hán này, nhìn chữ Hán này có vẻ hơi khó nhớ đúng không, tuy nhiên qua hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhớ được luôn nhá. Đầu tiên nhìn nhá, bên trên này chúng ta có số 10 rồi, phân tích tiếp này, bên dưới này chúng ta có gì nhỉ, có hạt đậu đúng không, đây hạt đậu đúng không nào, đấy hạt đậu, 10 hạt đậu cho vào mồm thì rất là sướng. Tức là gì nhá, nó rất là sung sướng vì gì, mình nhận được cho bỏ đến 10 hạt đậu vào mồm, nhiều được còn gì mà đấy, được chưa, biết được luôn đúng không. Bây giờ thử nhắm mắt vào và bắt đầu thử biết chữ này nhá, nào bên trên nào, bên trên là số 10, còn bên dưới là gì nhỉ, hạt đậu, học hạt đậu đúng không, trong chương trình N3 học hạt đậu đúng không, số 10 và cuối cùng là cái gì đấy, cái chữ khẩu, nên bây giờ thử chữ Hán không hề khó nhất đúng nào, rồi biết được luôn nhá, yorokumimasu, số 10, bỏ 10 hạt đậu vào mồm thì rất là sung sướng, được chưa. では次の漢字です。1番ですね。これをあげたら相手ですね。相手がきっと喜ぶよですね。喜ぶよですね。喜ぶよ。はい。では2番です。私のこれは成功ですね。成功を見て親はどうですかね。大喜びですね。おが2つですね。大喜びだ。大喜びだですね。はい、では3番ですね。3番はこちらはどうでしょうか。はい、喜んでですね。喜んで。はい、相手に喜んでもらえたら私も嬉しい。相手に喜んでもらえたら私も嬉しいですね。とそも。Nếu như mà gì đấy, nếu như mà tặng cái này thì chắc chắn là đối phương IT nhá, chắc chắn là đối phương sẽ rất là vui đấy, mừng rỡ đấy. Câu số 2. Watashi no seikou mite oya oya ne. Chỗ này là gì nhỉ? Khi mà nhìn đến cái thành công của tôi thì bố mẹ tôi cực kỳ là vui sướng, được chưa nhỉ? Câu số 3. Câu này mình sẽ dịch là gì đấy nhỉ? Nếu như mà đối phương ai tệ, nếu như mà đối phương có thể vui cho tôi á, cái câu này à, yorokonde moraetara ne, nếu như đối phương có thể vui cho tôi thì tôi sẽ rất là vui. Các bạn tưởng tượng cái câu này nghĩa là gì nhỉ? Khi mà mình tặng cho người khác một bó hoa, một món quà gì đó mà người ta vui khi mà nhận được cái món quà hay là bó hoa đấy thì tôi bản thân cũng rất là sung sướng nhá. Tiếp theo chúng ta đi đến chữ Hán cuối cùng nằm trong bộ khẩu này rồi đấy mọi người ạ, đó là chữ Hán của âm Hán Việt là hướng. Hướng này là hướng gì nhỉ? Hướng này là chỉ về phương hướng, hay là chúng ta những cái động từ của nó đều mang ý nghĩa là hướng đi về phía nào đó nhá, hướng đi về phía nào đó. Thế thì từ này mình sẽ gặp nhiều từ phương hướng, chúng ta nhớ nhất là từ cô này nhá, cô, được chưa? Rồi thế còn những cái từ này chúng ta sẽ nhớ như sau. Đây, hai cái từ này nếu mang ý nghĩa là hướng về phía nào đó thì tí nữa khi mà thông qua những cái ví dụ mà thầy Shimagawa đọc thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt nó trong đấy nhá. Thực ra nó không khác nhau nhiều lắm đâu. Tiếp theo chúng ta có từ mukau gì nhỉ? Mukau là mình đang hướng đến, mình đang di chuyển đến một cái gì nhỉ, một cái mục tiêu, một cái điểm đến nào đó. Trong trường hợp này chúng ta ví dụ như sau nhá, ví dụ như là bây giờ mình đang đi từ nhà đến trường, rồi thế là thầy giáo thấy mình lâu không đến đúng không, thầy giáo gọi điện cho mình, thế mình đang trên đường từ nhà đến trường mà đúng không, thì thầy bảo là bây giờ em đang ở đâu, thì mình sẽ trả lời nhỉ, ima gakko ni mukatte imasu, gakko ni mukatte imasu, tôi đang trên đường hướng đến gì nhỉ, hướng đến trường đó, tức là đang trên đường hướng đến một cái địa điểm đến nào đó. Ngoài ra nó còn mang ý nghĩa gì nhỉ, mang ý nghĩa bóng một chút, ví dụ sora wo mukatte ね、それは向かって、へまい向かって、進んでいきます。で、じゃあ、ラフに行くない。この向こう、向こうはフィーベンティア、ね、向こうはフィーベンティア、ダンベンティア。ngoài ra nó còn dùng trong những cái kiểu như là là gì nhỉ, giống như thay nhau đại từ nhân xưng ấy là anata, ví dụ như là bây giờ mình có một đứa bạn ở bên Nhật đúng nhỉ, mình nói chuyện với nó mình bảo là hana wa itsumo atsui desu yo, mukou wa dou desu ka, mukou wa dou desu ka, hay là saikin genki desu yo, genki desu yo, chào mukou wa dou desu ka, genki desu ka, là bạn có khỏe không nhá, ý nghĩa là nghĩa đen nghĩa bóng như vậy. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn chữ Hán này và nhìn xem là nhớ như thế nào nhá. Có thể là bộ khẩu này đúng không, tuy nhiên thì bao giờ thấy mình khi mà dạy chữ Hán này mình cũng vẽ một cái hình rất là ngũ lĩnh cho các bạn có thể tưởng tượng ra. Rồi. Đây là một cái kiểu ô tô hay xe tăng. Mình thực ra mình muốn vẽ hình xe tăng cơ, tuy nhiên nó ra hình cái ô tô này. Rồi chúng ta nhìn thấy này, ở trên cái xe ô tô này có một cái gì đấy, có một cái xe tăng, đây là xe tăng nhá. Để trên xe tăng này nó mô phỏng cái hình này đúng không? Là bao giờ có một cái gì nhá, cái ống đạn để hướng về phía nào đó thì chúng ta có gì nhỉ? Có từ về chỉ hướng nhá. Được chưa? Mọi người nhớ chữ Hán này rồi đúng không? Hy vọng các bạn có thể hình dung ra chữ Hán cho ra hình ảnh mà đẹp hơn đúng nhá. Đừng có hình ảnh này mình trông rất là ngẫu nghịch, kỳ quặc đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn phần ví dụ của thầy Shimakawa nhá. では次の感じですが、1番です。恥ずかしくて下を向くですね。向くですね。では2番です。これから東京に向かうですね。向かう。東京の方に向かうですね。向かう。では3番に行きます。海のこれは向こうの国々へ渡るですね。向こうですね。まあ、海の向こうに渡るですね。国々に渡る。国々ですね。国々。これは同じ漢字ですね。これは同じという同じ漢字があります。国々に渡るですね。では、4番いきます。
私も撮ってと言われてカメラを向けるですね。カメラを向けるですね。では5番です。次はこれは何ですか。良い、まあ、いい方向へ進んでいるですね。方向です。方向ですね。方向、はい、うがいますね。良い方向へ進んでいるですね。Tiếp theo câu số 1, vì rất là xấu hổ thế nên tôi là gì nhỉ? Tôi cúi xuống nhá, tôi cúi xuống. Câu số 2, từ bây giờ trở đi thì tôi đang hướng về đúng không? Hướng về một cái đích đến đó là gì nhỉ? Đi đến Tokyo nhá. Tôi đang hướng về Tokyo. Câu số 3, đi qua cái nước ở phía bên kia của bờ biển đúng nhỉ? Chúng ta dịch từ dưới lên này, đi qua hay là sang đến những cái đất nước mà nằm Muko là phía bên kia đúng nào của cái đại dương này đúng nhỉ? Của đại dương. Câu số 4, watashi mo totte to iwarete kamera o mukeru là gì đấy nhỉ? Khi mà được bảo rằng là hãy chụp cả tôi nữa thì tôi gì nhỉ? Tôi quay cái máy ảnh về cái phía người đó nhá. Kamera o mukeru là mình hướng cái máy ảnh về phía ai đó. Và câu số 5 này, yoi hoko e susundeiru là gì nhỉ? Đang tiến triển theo một cái phương hướng rất là tốt nhá. Ví dụ nói về công việc chẳng hạn, nó đang tiến triển theo một cái chiều hướng rất là tốt.